Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Anh và Ý chung kết Euro 2021 lúc 2 giờ ngày 12 tháng 7 sân vận động Wembley. Đội tuyển Italy và Anh có những cách khác nhau để tiến đến trận cuối cùng của Euro 2021 nếu như Azzurri đang trình diễn một lối chơi tấn công nhiệt huyết tràn đầy máu lửa thì làm nên thành công cho tam sư là thực dụng, đặt kết quả ưu tiên lên hàng đầu. Trong phần lớn các trận đấu tại vòng chung kết Euro 2021, Azzurri luôn là đội áp đặt thế trận với khả năng phép sinh trên từng mét cỏ. Chỉ trừ trận bán kết với Tây Ban Nha, các học trò của huấn luyện viên Mancini mới tỏ ra thất thế trước những bậc thầy về khả năng kiểm soát bóng. Khả năng cầm bóng của đội tuyển Anh không hề tồi, nhưng khó mà nói là đạt tới đẳng cấp xuất chúng như La Rosa. Do đó, khi Italy nắm thế chủ động trong trận chung kết sắp tới, câu hỏi giờ đây sẽ là đội bóng áo màu thiên thanh phải làm thế nào để chọc thủng hàng phòng ngự được đánh giá rất cao của tam sư. Rút ra những gì Đan Mạch đã thể hiện tại Wembley ở trận bán kết, Italy sẽ có nhiều cơ hội làm điều đó nếu sử dụng những cái tên có tốc độ và khả năng gây đột biến. Với Federico Chiesa hay Asigne Azzurri hoàn toàn có cơ sở đặt niềm tin vào những đường lên bóng của mình. Trong khi đó, phòng ngự tiếp tục là ưu tiên của huấn luyện viên Sorgay. Tầm quan trọng của Calvin Phillips và Delay sẽ thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Với nhiệm vụ thu hồi và lá chắn từ xa cho thủ thành Jordan Pickford. Trên phương diện tấn công, tam sư cần đến sự chính xác hơn từ những ngôi sao của mình. Trước Đan Mạch, Sutherland và Harry Kane đã có không ít cơ hội, nhưng khả năng tận dụng thiếu sắc sảo khiến họ phải bước vào hiệp phụ. Có thể nói Anh và Ý là đại diện cho hai trường phái bóng đá xung khắc như lửa với nước. Đối với cổ động viên trung lập, con tim của họ phần nhiều nghiêng về đội bóng áo thiên thanh, nơi mà cái đẹp của môn thể thao vua. Ngược lại, những người thiên về lý trí sẽ chọn đội tuyển Anh, một đội tuyển sẵn sàng làm mọi thứ để có được thành công. Trên thánh địa Wembley sẽ không có chỗ sai lầm. Nếu đội bóng nào lên ngôi vô địch, họ chắc chắn cũng là người xứng đáng nhất. Thống kê đáng chú ý giữa Anh và Ý: 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất, Anh và Ý có bàn thắng ở hiệp 1. 4 trên 6 trận gần nhất, Italy ở Euro 2021 có bàn thắng lẻ. 3 trên 4 trận gần nhất của đội tuyển Anh ở Euro 2021 có bàn thắng ở hiệp 1. Đội tuyển Anh mới thắng Italy một lần ở 6 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường. Italy thắng 3, hòa 2. 5 trên 6 trận gần nhất của đội tuyển Anh tại Euro 2021 có 2 bàn thắng trở xuống ở giờ đấu chính thức. Thông tin lực lượng Anh và Ý Binzola chấn thương, khả năng ra sân của Chiesa và Fosensi còn bỏ ngỏ, đội tuyển Anh đầy đủ lực lượng. Nhận định soi kèo trận này: tỷ lệ châu Á 0-0, tài xỉu 2, dự đoán Anh và Italy 1-1. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.